Tôi Tịnh xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một bộ trường kỷ song tiện Ngũ Sơn. Một bộ trường kỷ song tiện Ngũ Sơn rất là đẹp, rất là to và hoành tráng. Mã số của nó là TK31. Một bộ trường kỷ mà có kích thước bằng chất liệu gỗ bụ mật, có kích thước là 1m9, trường dài 1m9, sâu là 59 và chiều cao tổng thể là 1m10, có nghĩa là từ dưới mặt đất lên tới trên đỉnh tượng Ngũ Sơn, và chiếc bàn là 1m20, rộng là 18 phân, và chiều dài là 77, chiều cao 77. Và đây là một bộ Ngũ Sơn 5 món, Ngũ Sơn trường kỷ song tiện Huế Ngũ Sơn, gồm 5 món bằng chất liệu gỗ mật, được đục chạm rất đẹp, rất kỹ lưỡng. Cái hoa văn đường nét chi tiết rất đẹp đúng không ạ? Và nó trông rất thoáng, rất là thoáng. Ở Đội Tịnh có rất nhiều mẫu trường kỷ, và đây là một mẫu Ngũ Sơn, mẫu trường kỷ song tiện Ngũ Sơn mà chúng tôi làm mẫu mã theo 100% lối xưa và rất thoáng. Những cái đường đục chạm, những cái đường song tiện làm cho bộ ghế trở nên rất thoáng, rất đẹp. Đây. Rất là nhiều những cái ô chám vuông như này, đó là được làm 10 chám. Bộ tựa này được làm 10 chám, trong đó có 5 chám song tiện và 5 chám đục. Mặt trước được đục hai chạm hai mặt, và mặt trước mặt sau như nhau. Đấy, những hình tượng nê la đảo nhự được nô tả trên bộ trường này cũng rất đẹp, rất thoáng, được đục chạm rất là chính là truyền, bom truyền và đều và rất thoáng. Phần gỗ được chúng tôi tuyển chọn của bộ trường TK31. Bộ trường TK31 song tiện Ngũ Sơn Huế này là những cái chất liệu gỗ cụ mật được chúng tôi tuyển chọn từ những cây già gỗ, những cây gỗ cụ rất già. Và giá bán của bộ trường này là 33 triệu năm 2019 là 33 triệu. Mọi người có thể tham khảo thêm tại website doitinh.com. Đây là phần bàn đây. Đấy, phía dưới chân bàn chúng tôi đục chạm những hoa văn chi tiết từ phần chân móng lên, những hoa văn chi tiết trông rất là khỏe khoắn, rất là cứng cáp. Một chiếc bàn rộng tới 58 phân và chiều cao của mặt bàn là 77 phân và dài tới 1m2. Những cái đường hoa mai đục chạm này, mọi người hãy cùng ngắm nhìn. Rất đều, rất đẹp, hoàn thiện, rất sạch sẽ. Đây, tất cả đều. Đấy, mọi người hãy cùng cảm nhận, đây là cây nựu rất đẹp đúng không ạ? Đây là trái đào. Bộ ghế rất thoáng, rất chắc chắn và nghe rất xương tai. Bộ ghế song tiện này chúng tôi luôn để như thế này. Có rất nhiều người có những kỷ niệm từ những cái bộ ghế của bố mẹ xưa, của ông cha mình xưa, mà hay ngồi nằm lên giữa những cái giấc trưa hè hay nó mệt mỏi, thời còn bé hay nghịch đùa, bông đùa với những cái con song tiện này. Khi mà gặp với những cái video của Đô Tĩnh thì mọi người lại hồi tưởng lại rất là nhiều những kỷ niệm xưa. Bộ ghế rất thoáng, rất đẹp. Và đây là bộ trường kỷ TK31, bộ trường kỷ song tiện Huế bằng chất liệu gỗ cụ mật,
và gồm 5 món, 2 trường, 1 bàn và 2 đôi. Kích thước của trường là 1m95, đây là kích thước tổng thể, 1m95 và sâu 59, mặt cao 51, tựa cao 1m10 và chân bàn là 9 phân, tựa là 4 phân cưa. Và với chiếc bàn của nó là 1m2, 58, cao 77, chân 7 phân và đôn là vuông 46, 36 và cao tới 67 phân, gần cao tới mặt bàn. Và chúng ta chiếc đôn gần cao bằng mặt bàn thì không nên cho cao bằng mặt bàn, vì tại sao? Vì chiếc bàn như thế sẽ trông cao to và nổi bật hơn rất nhiều, và khiến cho bộ ghế trở nên tổng thể bộ ghế trở nên rất là đẹp, rất là cân đối, hoành tráng. Đây, phần chân ghế, đây là phần mặt đằng sau. Và mọi người hãy đăng ký nếu thấy sản phẩm của Đội Tĩnh đẹp. Hãy cùng đăng ký, subscribe kênh và chia sẻ comment để cho những người thân của mình được cùng biết thêm, cùng ngắm được những cái tác phẩm đẹp mà Đội Tĩnh mang lại cho quý vị. Và đó cũng là một cách ủng hộ chúng tôi, khiến cho chúng tôi có động lực làm thêm nhiều video và chế tác ra nhiều những cái tác phẩm đẹp để cho mọi người cùng ngắm nhìn, cùng thưởng thức. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc một ngày mới đến với mọi người ấm no, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn.